ngoài những ý lễ mà chúng ta dâng trong ý chỉ của ngày hôm nay, chúng ta còn hiệp ý với một số người để xin lễ cầu nguyện cho linh hồn Thomas Trần được ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, và cho linh hồn cầu nguyện một lễ cho ông bà tổ tiên, cầu nguyện cho gia đình truyền liên, xin cho hai con được biết yêu mến Chúa nhiều, và xin cho linh hồn Phêrô mau được hưởng thánh nhan Chúa, xin cho cha Đức và cố Yến mau được bình phục, gia đình chị Ngọc Bích Lê, xin cho linh hồn Maria lên nghiệp dỗ 7 năm cho các linh hồn, cầu nguyện cho con trai Giuse Hồ Quốc Khang được hơn khôn ngoan học giỏi và cho bố sớm được trở lại bình an mạnh khỏe. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Ngày hôm nay chúng ta quy tụ lại nơi đây để chúng ta cùng với Đức Cha Lambert de la Motte, chúng ta tạ ơn Chúa đã gửi đến cho Việt Nam chúng ta một vị thừa sai tuyệt vời. Nhờ sự hy sinh của các ngài mà ngày hôm nay chúng ta được đón nhận ơn đức tin. Xin cho chúng ta khi cử hành thánh lễ này với niềm tri ân cảm tạ ơn Thiên Chúa, và đồng thời nhắc nhở về đời sống đức tin, tình yêu của chúng ta sống với Chúa và sống với anh chị em của chúng ta. Cách đặc biệt chúng ta cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo ở trên toàn thế giới, nhất là với giáo hội Việt Nam của chúng ta, cầu nguyện cho các sơ mến thánh giá tại Hoa Kỳ, các ngài được ơn khôn ngoan, ơn của Chúa để các ngài phổ biến đường lối của Đức Cha đấng sáng lập, và mọi công việc mục vụ của các sơ được tốt đẹp để cho hội thánh được phát triển. Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành thánh lễ. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến để kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã giao cho Đức Giám mục Phêrô Maria Lambert de la Motte nhiệm vụ chăm sóc gia đình Chúa là các giáo phận tại Việt Nam chúng con. Người đã vất vả lo việc tông đồ, xin cho người được chung hưởng niềm hoan lạc vĩnh cửu với chủ mình là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ tín hữu Galat. Thưa anh em, ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ thập giá người, thế gian bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian.
Quả thật, cắt bì hay không cắt bì chẳng là gì cả. Điều quan trọng là trở nên một thủ tạo mới. Chúc tất cả những ai sống theo quy tắc ấy và chúc Israel của Thiên Chúa được hưởng bình an và lòng thương xót của người. Đó là lời Chúa. Alleluia. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy thấy đám đông, Chúa Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên, người lên tiếng giảng dạy họ rằng: Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ vì họ sẽ được Chúa ủi an. Phúc thay ai khao khát nên người công chính vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính vì nước trời là của họ. Đó là lời Chúa. Trong ngày lễ hôm nay, con cố ý chọn bài phúc âm hôm nay gọi là Hiến chương nước trời. Tám mối phúc thật. Thiên Chúa là tình yêu. Thì mỗi một mối phúc nó nói lên tình yêu của chúng ta có để đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa để chúng ta có thể vào được nước trời. Cái tình yêu đấy, đó là một tình yêu khó nghèo, một tình yêu hiền lành, một tình yêu xót thương, một tình yêu xây dựng hòa bình và một tình yêu trong sạch. Và những cái tình yêu này là nó đang được mời gọi tất cả người Kitô hữu của chúng ta sống với Thiên Chúa. Một tình yêu khó nghèo giống như là cái người ăn trộm lành ở bên thánh giá ở trên đồi Golgotha. Anh ta cả một cuộc đời đi ăn trộm ăn cướp. Nhưng mà vào cái giây phút đau khổ nhất của cuộc đời, anh ta thấy mình trần truồng, trơ trụi ở trên thập giá. Anh ta không còn cái gì nữa, mà lúc đấy anh ta mới thấy cuộc đời của mình khốn khổ quá, nghèo khó quá, không còn một cái gì nữa. Lúc đấy anh ta nảy lên đức tin của mình, bám ngay lấy Chúa và nói: khi nào về nước Ngài xin nhớ đến con. Chúng ta gọi đó là, tạm gọi đó là một tình yêu khó nghèo. Không phải chỉ vì chúng ta không có tiền, có bạc, không nhà, không cửa, mấy cái anh homeless ở ngoài đường chưa chắc là đã khó nghèo. Biết đâu được họ đang thèm thuồng, ham muốn của người khác. Nhưng mà đến một lúc nào đó chúng ta đối diện với Thiên Chúa, bảo lạy Chúa, con chẳng có gì cả. Con sẵn sàng để hết lại cho thế gian, để con thuộc hoàn toàn về Chúa. Đó mới là một tình yêu khó nghèo. Bây giờ con đang sử dụng cái này, nhưng con sử dụng nó là một phương tiện để cho danh Chúa được vinh quang. Thì đó là một tình yêu khó nghèo. Một tình yêu khó nghèo chúng ta phải hiểu đúng y như vậy để chúng ta sống. Và một tình yêu khó nghèo là một tình yêu với một thân xác thật mạnh khỏe, thật là trí tuệ, thật là khôn ngoan để chúng ta tập tành hàng ngày, để chúng ta trở thành, cái thân xác của chúng ta trở thành một phương tiện loan truyền Chúa và phục vụ anh chị em của chúng ta. Con rất hay nói đùa với các cha các thầy của chúng con thế này: cố gắng anh ạ, anh cố gắng ăn đi để lấy sức ăn chay. Ăn đi để lấy sức mà ăn chay. Tự nhiên tôi nghĩ vậy. Đúng thật, phải mạnh khỏe mình với ăn chay bằng cách là bịt cái miệng lại, đừng cứ đi nói xấu nữa. Mình phải có một cái sức khỏe thật là mạnh khỏe đấy. Chứ mình mệt mỏi quá, mình nằm ở trong nhà mình chẳng làm, suốt ngày thở không nổi. Xong là cứ trách móc sao nó chẳng đến nó thăm mình cái gì nhỉ. Xong đấy con tôi nó mất dạy nuôi bằng đấy mà nó chẳng đến nó thăm cái gì. Ăn đi cho mạnh khỏe vào, không có bệnh tật nữa. Đừng có ngồi để nghi ngờ người khác, không đến thăm mình nói xấu. Cái đấy là chúng mình không có một tình yêu khó nghèo. Đó là một tình yêu khó nghèo. Hay là một tình yêu hiền lành. Một tình yêu hiền lành giống như kiểu Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bị cái Aliaca anh bắn cho Ngài thập tử nhất sinh. Khi mà Ngài chữa khỏi bệnh, việc đầu tiên là Ngài đến nhà tù để thăm Aliaca. Ngài giơ tay ban phép lành cho anh ta. Người ta chụp được cái tấm hình đấy năm 1982 và người ta đăng lên những cái tờ báo nổi tiếng nhất thế giới, mà người ta bảo rằng đây là bức hình đẹp nhất thế kỷ. Bởi vì với một tình yêu hiền lành, không báo thù, nhưng cầu nguyện, giúp đỡ và yêu thương.
với một tình yêu xót thương giống như mẹ Thánh Teresa thành Calcutta. Cả một cuộc đời của mẹ chỉ cúi xuống nỗi đau và nỗi thống khổ của người khác để mẹ truyền tải tình yêu đấy cho mọi người. Với một tình yêu xây dựng hòa bình giống như Đức cha Lambert de Lamotte. Với biết bao nhiêu những cái khó khăn của công cuộc truyền giáo ở Việt Nam, với những thế lực có kể cả chính trị về cấm cách, rồi phải đối diện cả với những anh em bên Phật giáo ở bên Thái Lan, với tất cả mọi người. Nhưng mà Ngài đã rất là khôn khéo để móc nối tất cả lại với nhau, và giống như Ngài trở thành cái người ở giữa vậy, để trở thành một cái móc nối với tất cả các tôn giáo, với những chính trị gia, với những người chưa biết Chúa, với những người biết Chúa, trở thành một để hiệp nhất lại với nhau. Đó gọi là một tình yêu hòa bình mà chúng ta vừa mới nghe lúc đầu lễ đấy. Cái chết của Ngài đấy làm sửng sốt từ nhà vua, Chúa, quan quyền, những người Phật tử cũng đến với Ngài để nhìn thấy một con người đã rao giảng về sự hòa bình, đã sống cái điều hòa bình đấy như thế nào, để đem tin mừng hòa bình đến cho chúng ta như thế nào. Và với một tình yêu hòa bình như vậy thì chúng ta mới đáng được gọi là con của Thiên Chúa. Với một mục đích, những sự vất vả cực nhọc của các nhà truyền giáo, nhất là với Đức cha Lambert de Lamotte, chỉ dạy cho chúng ta một điều rất là quan trọng ở trong mỗi phúc thế này. Phúc cho ai khao khát nên người công chính thì họ sẽ được no thỏa. Nếu như cuộc đời này chúng ta có cái ước mơ gì thì ước mơ duy nhất của chúng ta phải là ước mơ Thiên Chúa mà thôi. Tôi sẵn sàng chết đi cho thế gian để chỉ sống cho một mình Thiên Chúa và cho hội thánh của Người. Đó là lời cầu nguyện hàng ngày của Đức cha Lambert de Lamotte. Đó là một tâm tình khao khát Thiên Chúa. Sẽ một lúc nào đấy chúng ta sẽ bỏ lại tất cả phía đằng sau cho trần gian và chúng ta đi về với Thiên Chúa. Thì đời sống của chúng ta tập khao khát Thiên Chúa ngay khi từ giây phút hiện tại, để lúc đấy chúng ta không còn ngỡ ngàng, không còn tiếc nuối, không còn hối hận gì về cái điều mà khi còn mạnh khỏe như thế này chúng ta đang khao khát. Thật là một dịp may chúng ta được quy tụ lại ở nơi đây. Trước thánh lễ, con nhìn thấy đồng hồ nó chạy nhanh thì phải, nhưng mà mọi người chạy đồng hồ nhanh hơn mọi ngày là bởi vì con thấy mọi người đến đây gặp nhau, cười nói, vui vẻ, hạnh phúc quá đi. Con cũng không nói với các sơ là nhanh lễ hay là chẳng tới sơ nào dục là ơ nhanh lễ đến muộn giờ này. Chẳng ai nói ai gì cả. Đến giờ nó cứ khớp nó vào vậy. Mà mọi người con thấy rất là vui. Có phải không ạ? Chúng ta rất là vui, ai đến đây gặp nhau nói cười mà con thấy đúng là một gia đình mà Đức cha Lambert de Lamotte để lại cho chúng ta cái tình yêu đấy. Và sau cùng, con muốn đưa ra một ý tưởng, không biết là có cơ hội được gặp quý ông bà và anh chị em nữa không? Khi anh chị em nhìn lên thánh giá Chúa Kitô, anh chị em nhìn thấy cả ba ngôi Thiên Chúa ở đó. Cả nhìn thấy ba ngôi Thiên Chúa ở trên thánh giá Chúa Kitô. Nhìn vào thập giá, Chúa Kitô là đối tượng duy nhất của lòng trí Đức cha Lambert de Lamotte và các con cái và những ai theo linh đạo của Ngài. Ở trên đấy, Chúa Cha là tình yêu đóng đinh. Chúa Cha là tình yêu đóng đinh. Chúng ta biết là khi mà ông Abraham, ông ấy bắt ông Isaac vác cái bóp củi đi lên trên núi để Abraham giết con mình, Isaac không hề biết cái chuyện gì sẽ xảy ra cho mình. Chỉ biết là bố bảo con vác củi thì con cứ vác thôi, là anh ta vác. Mà biết là lên trên đấy là tế lễ. Thế thì Isaac vác nặng quá, lên núi mà. Quay lại hỏi, bố ơi bố, củi ở đây, lửa ở đây, thế thì của lễ ở đâu? Khi mà ông ta hỏi câu đấy thì ai đau? Ông bố đau hay thằng con đau? Thằng con không biết gì cả. Ông bố bảo là chỉ một lát nữa sẽ giơ dao lên giết đứa con của mình, mà nó vô tội, nó không hề biết thì Ngài đau lắm. Đó là hình ảnh Isaac vác cái bó củi trên núi, là hình ảnh Chúa Giêsu vác thập giá lên núi, và Chúa Cha thấp thoáng đang ở đằng sau của Ngài. Khi mà Abraham giơ tay lên để mà giết đứa con của mình thì có một bàn tay khác nắm lấy cái bàn tay của Abraham. Abraham đừng đụng đến con trẻ, ta chỉ thử lòng ngươi thôi. Nhưng mà trên đồi Golgotha hôm đấy, những cái bàn tay mà cầm búa lên để giáng xuống bàn tay của Chúa Giêsu, không có ai ngăn lại nữa, bởi vì chính Chúa Cha trước đây ngăn Abraham, bây giờ có ai ngăn được Chúa Cha đâu.
tình yêu của Chúa Cha hiến cái đứa con của mình, con một yêu quý của mình cho trần gian. Trên thập giá, Chúa Cha là tình yêu đóng đinh. Trên thập giá đấy, Chúa Giêsu là tình yêu bị đóng đinh. Tình yêu bị đóng đinh, vì Chúa Giêsu là người bị đóng đinh mà. Về thể xác, về bên ngoài, chúng ta nhìn thấy mỗi mình Chúa Giêsu là đau, phải không ạ? Thì Ngài là tình yêu bị đóng đinh. Thế làm sao mà Chúa Cha có thể hiến dâng cái con mình cho nhân loại? Làm sao mà Chúa Con lại có cái khả năng, có một cái sức mạnh như thế để mà hiến dâng chính thân mình làm của lễ, để diễn tả cái tình yêu với Cha của mình cho đến cùng, và với một tình yêu cứu chuộc cho toàn thể nhân loại như vậy? Dạ thưa, đó là tình yêu sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Sức mạnh của cái tình yêu đấy, Chúa Cha là tình yêu đóng đinh, Chúa Con là tình yêu bị đóng đinh, và Chúa Thánh Thần là sức mạnh của tình yêu đấy. Trong đời sống đức tin của anh chị em, trong đời sống gia đình của anh chị em cũng như của con cũng vậy thôi. Mình phải đóng vai trò kể cả với Chúa Cha, kể cả với Chúa Con, kể cả với Chúa Thánh Thần ở trong đời sống của mình, để chúng ta sẵn sàng hiến thân, dâng cái gì tốt đẹp nhất cho nhau, cho Thiên Chúa và cho giáo hội. Và chúng ta cần cái sự hiến tế thực sự như Chúa Giêsu đã hiến tế. Và chúng ta cần sức mạnh của Chúa Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta, để chúng ta có trọn vẹn cái hy lễ thập giá, để cái lời đọc của chúng ta, thập giá Đức Kitô là đối tượng duy nhất của lòng trí con, con xin tôn thờ và chúc tụng Chúa, nó lên thực sự ở trong cuộc sống của chúng ta. Amen. Anh chị em chúng ta đứng lên để dâng lời nguyện chung. Thiên Chúa là Cha nhân lành, chúng con cảm tạ Chúa đã sai các vị thừa sai tông tòa sang nước Việt Nam để rao giảng tin mừng của Chúa cho chúng con. Nhân ngày tưởng niệm kính Đức Cha Lambert de la Mothe, chúng con dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Francisco, các đức giám mục và các linh mục luôn biết lắng nghe theo sự dạy bảo khôn ngoan của Thần Khí Sự Thật, để các ngài luôn can đảm sống và làm chứng về ngồi nhận Thiên Chúa Ba Ngôi cho thời đại hôm nay. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời. Chuyển cầu và sống hiệp thông với nhau.
để trở nên nhân chứng của tình yêu. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa đã sai có một yêu dấu là Đức Giêsu Kitô đến trần gian mặc khải cho chúng con biết mầu nhiệm tình yêu bao la của Thiên Chúa Ba Ngôi. Xin cho chúng con khi nhìn ngắm thánh giá Chúa, chúng con chiêm ngắm một tình yêu khôn cùng của Thiên Chúa dành cho chúng con, với một tình yêu đóng đinh, một tình yêu bị đóng đinh và với một tình yêu sức mạnh của Chúa Cha, Chúa Con là Chúa Thánh Thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin Chúa chấp chúc lành và đón nhận cho của lễ chúng con dâng nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cảm ơn anh chị nhé. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, xin thương đến tôi tớ Chúa là Đức Cha Phêrô Maria, là giám mục giáo phận Việt Nam của chúng con. Ước chi lễ tế này là lễ tế xưa người đã dâng cho chúng con được ơn cứu độ, giờ đây đem lại ơn tha thứ cho người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em.
hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ngôi lời của Cha, nhờ Người Cha đã tạo dựng muôn loài. Người được sai đến làm đấng cứu độ và chuộc tội chúng con. Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần và được Đức Trinh Nữ sinh ra để chu toàn thánh ý Cha và để gầy dựng cho Cha một dân tộc thánh thiện. Người đã giang tay chịu khổ hình để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại. Vì thế, cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca tụng vinh quang Cha và đồng thanh tung hô rằng... Thiên Chúa các đạo binh, đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các cõi trời. Chúng con đang ngợi khen nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các cõi trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: "Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con." Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: "Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy." Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và đến sân Chúa sống lại, cho ơi khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Kevin chúng con và hai đấng phụ tá của Người và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Vâng lạy Chúa cứu thế và theo thể thức người giấy, chúng ta giam nguyện rằng... Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con, xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa, xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Xin mình và máu Thánh Chúa Kitô gìn giữ con và cho con sống muôn đời. Thank you.
nhiều chị ạ, bánh bên kia còn nhiều, cứ cho rước lễ bình thường. Body of Christ.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa rất nhân từ, xin cho Đức Giám mục chúng con là Đức Cha Phêrô Maria được hưởng nhờ lòng nhân hậu của Chúa. Khi còn sống, người đã rao giảng Đức Kitô là đấng người hằng tin tưởng. Thì nhờ lễ tế này, xin cho người được cùng Đức Kitô muôn đời chia sẻ phần vinh phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Kính thưa Cha từ Thái Phong, và xin thay mặt cho hội đồng đánh giá và tất cả tham dự viên tại nơi đây, chân thành cảm ơn Cha đã dành thời gian quý báu của Cha, không biết là Cha đã bận, nhưng Cha đã dành thời gian đến đây hôm nay chia sẻ đề tài rất là hữu ích, thực tế và rất là ý nghĩa cho chúng con. Những điều những kim chỉ nam mà Cha đã dạy cho chúng con và chia sẻ với chúng con tối hôm nay sẽ giúp cho tất cả mọi người chúng con tạo mái ấm gia đình cũng như thêm đức tin kể cả đến cho chúng con. Chúng con rất là biết ơn và xin chân thành cảm ơn Cha. Xin cho một tràng pháo tay nha. Đoàn hiệp nhất ở Sài Gòn và đã ủng hộ cho chúng con một cái dàn âm
cha cùng mẹ xin xin lỗi. Đi đâu cũng có mà nhà mà nhiều cái con nhìn cũng chả biết là ai là Nathan, ai là Alex. Phúc Thiên. Phúc Thiên á. Và con cũng đang nghĩ là lên đây để khỏi quên. Chúng con có cái tờ báo Permission thì xin quý vị nếu ai chưa có một tờ báo xin kính mời lấy. Và trong ngày các bạn có nói đến hội cầu nguyện với gọi. Thật sự là đến cha Lander như là cha con nói rất là tuyệt vời. Càng biết đến ngày là càng mê về đến cha, về cuộc sống của ngài. Thì xin kính mời nếu ai muốn biết thêm về hồi dòng về đến cha, cũng có thể gặp chị Phúc ở đây, anh chị Tư, ta chị gọi là những người trong một vùng Việt Nam, trong một vùng Việt có thể đến để mà xem về cuộc nguyện, cũng như là trong này con nói nhưng mà ai muốn tham gia xin liên lạc với chúng con. Nhớ đó cũng có một ý tin về tin cầu nguyện xin ơn Đức Cha Ban Đe và Đức Cha Phan Luân. Thì những ai chưa có xin kính mời đến một tấm đề Đức Cha là người rất là thiêng và Hội Đồng Giáo Hội cũng đang mở hồ sơ để mà phong thánh cho ngài. Thì chúng con cũng hy vọng là có những phép lạ để rồi khi sự phong thánh nó sẽ mau tiến mau đạt được hơn. Và con là nhớ đó và cũng có volunteer. Thật sự khi đã nói là có rất là nhiều tình nguyện viên trước chúng con, vì chúng con vẫn cần sự giúp đỡ của quý vị. Như là thứ năm tuần tới con cần một số người đến làm vườn giúp cho khi chúng ta bảo vệ sự sống. Thì nếu mà quý vị nào có giờ xin quý vị đến chúng con giúp chúng con một tay. Và những công việc khác vẫn còn cần sự giúp đỡ, xin quý vị liên hệ và số điện thoại 607. Và trước khi con kết thúc thì con có một cái bó hoa xin kính tặng cha trước tiên. Thì thay mặt cho tất cả chúng con đã có sinh sư cho bó hoa và tên là tri ân của hội dòng chúng con. Con biết là cha cũng chuẩn bị về Việt Nam thì chúc cha được về Việt Nam và được may mắn Việt Nam. Con đọc cho Đức Thầy. Và một lần nữa chúng con xin cảm ơn quý vị tất cả buổi tối hôm nay, quý vị cùng đồng hành với chúng con trong qua và sẽ tiếp tục đồng hành với chúng con. Nguyện xin Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria, các bạn như xe và đứng sáng lập lòng của Đức Cha Lâm Kia, ban cho cha và quý vị luôn vinh quang trần đây ấy sự phần vui và thêm nữa đức tin, tình yêu và bình an. Và thưa cha, thân phận xin chân thành cảm ơn cha. Còn có một cái hộp như này, xin quý vị ngồi im, con đọc hết cái hộp này luôn nhá. Nếu như mà quý vị mà sợ quá thì con chỉ đọc 3 lời cầu nguyện thôi. Trong tâm trí của con khi dâng thánh lễ thì con đã đọc rồi. Thật sự con rất là thích cái hình thức như thế này, khi dâng lễ cho giới trẻ hay dâng lễ cho các cái nhóm đặc biệt như kiểu mình hôm nay đó, là thường là con hay dùng cái lời này. Bên Việt Nam của chúng con thì thoáng hơn, thế chúng con đốt luôn cái này, khói nó bay lên, lời cầu nguyện trên. Bên đây chúng con không dám. Thế thì con xin phép là con sẽ đọc đại diện 3 thôi nhé, xem ai là cái người may mắn được đọc cái lời cầu nguyện như là lời cầu nguyện cho tất cả mọi người. Và chúng ta phải tin một điều rằng con hãy xin thì con được rồi nhá. Còn đây chỉ là hình thức thôi, con đọc lên một chút mà con không biết là ai hết á. Xin cho gia đình con được bình an và mạnh khỏe. May quá, lời này ngắn, lời này dài này, 7 trang. Xin Chúa và mẹ Maria sửa đổi con, cho con được can trường nhận lấy những khó khăn mà con không thay đổi được ở người khác.
vỗ tay. Lời cầu nguyện hay như vậy đấy. Xin Chúa và mẹ Maria sửa đổi con, thấy chưa? Họ rõ ràng là đấm ngực lỗi tại tôi, lỗi tại tôi chứ không phải lỗi thôi tại mày, nhưng mà rõ ràng thế này. Sửa đổi con và cho con được can trường nhận lấy những khó khăn mà con không thể thay đổi được nơi người khác. Đó lời cầu nguyện rất là tuyệt vời. Con lấy một cái khác nữa. Cái này con xin lỗi, không đọc được. Chữ này con không đọc được, con phải kiếm chữ nào con đọc được. Mắt con dạo này kém rồi, con tí tuổi rồi. Ai cũng khen con trẻ hơn ông Biden. Xin cho tất cả mọi thành viên trong gia đình thờ phượng kính mến Chúa đừng bỏ lễ ngày Chúa Nhật. Con xin tạ ơn những ơn đã được. Rất là hay. Con nói thiệt, đọc hay lắm trong những này, nhưng mà chỉ cái tiếc là nó không có giờ thôi. Chẳng hạn như là trong ngày này, một cái lời này là do họ gấp vào. Họ không muốn cho, họ muốn gấp vào như này để không ai được đọc thì Chúa lại moi lên. Tức là... ước nguyện có sức khỏe dồi dào, có sức khỏe dồi dào, tiêu trừ bệnh tật, tiêu trừ bệnh tật, cầu xin cho con của con có duyên lành từ phương xa Việt Nam tới đất nước này để sánh duyên cùng người bạn nào yêu thương. Con xin Chúa ban phước lành cho con được ước nguyện từ trái tim. Thôi, dạ. Vâng, thưa cha, quý vị, chúng con sẽ đem những lời nguyện này về hội đồng để mọi ngày tin cậy cho Chúa những ý của quý vị. Và con quên sót một điều rất là quan trọng. Xin cảm ơn Quốc Thiên, và quay ra với một cái Quốc Thiên để cảm ơn Chúa. Con thưa với Đức Cha, con thưa Đức Cha Phêrô Maria là con không thể đọc hết được. Con cảm ơn bề trên, cảm ơn quý ông bà cố, tất cả quý anh chị em đã tới đây trong buổi tối hôm nay. Bây giờ 9 rưỡi tối rồi, con thấy cũng khuya rồi, nhưng mà con thấy mọi người vẫn thấy sớm phải không ạ? Đó, đức tin với tình yêu với cái hạnh phúc bình an đó, nó đang làm cho chúng ta như thế. Con rất là... Năm nay con đến đây, cái nhà này được 1 tuổi, con đến đây 5 lần. Hình như là cũng 5 thánh lễ thì phải, rồi cũng 5 bài giảng, bài chia sẻ cũng nhiều rồi đấy. Nhưng mà con vẫn cứ còn muốn đến đây nữa. Và ước mơ của con như vậy thì con cũng muốn rất là nhiều người đến đây nữa. Không phải chỉ là đến đây để cầu nguyện như thế này. Con ước mong có một ngày nào đó ở trong khu vực này không có chỗ để đậu xe. Và những người đã từng đến đây nhiều lần rồi ấy, thì phải nhường chỗ cho người khác để ra ngoài làm các công việc khác, trật tự, canh xe, rồi đủ mọi thứ, nấu ăn để cho những người khác có tham dự ở đây. Thì con nghĩ đó mới là ước mơ của con. Bởi vì chúng ta quen rồi, chúng ta là người nhà rồi, chúng ta không cần khách khứa gì nữa. Vì chúng ta là người nhà mà, tự nhiên như ở trong nhà rồi đấy, thì chúng ta nên một với nhau. Và trong cái linh đạo của Đấng Sáng Lập có một cái gọi là mến thánh giá tại thế, sống cái linh đạo của Ngài. Sống cái linh đạo của Ngài nó rất là... Rồi con rất tiếc là không có giờ để con nói về cái linh đạo của Ngài, cái cốt yếu là cái gì. Thôi thì mình cứ, kể như hôm nay chúng ta với lần đầu yêu nhau nhá, để chúng ta yêu dài dài chúng ta hiểu. Thế thì, linh đạo mến thánh giá tại thế đấy, nó cũng giúp cho chúng ta sống, nó tôn lên cái ơn gọi Kitô hữu và ơn gọi truyền giáo để phục vụ cho hội thánh, nhất là làm cho Chúa được biết đến qua đời sống chứng tá của mọi người chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho công việc của quý sơ, của tất cả mọi người và những gì chúng ta làm vì danh Chúa, Chúa sẽ ban cho chúng ta gấp trăm gấp ngàn lần. Và sau cùng con xin mọi người thêm cho con một lời cầu nguyện về sang tuần con sẽ trở về Việt Nam sau 4 năm con đi học ở bên đây. Xin cho con đừng quên lối về. Và xin cho con đừng quên lối về, và dù con đi bất cứ nơi đâu, con chỉ xin một lời cầu nguyện duy nhất, đừng quên cái thân phận ơn gọi linh mục của con, để con sống cho nó trọn vẹn là với thánh ý của Thiên Chúa trong cái sứ vụ của con. Và xin ơn nâng đỡ để cái sự yếu hèn của con đừng có bao giờ con gục ngã, mà biết trông cậy vào Chúa và khiêm tốn với anh chị em của mình. Xin thêm lời cầu nguyện cho con. Chúa ở cùng anh chị em.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Cảm ơn các sơ nhá. Và